Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Các bạn thân mến, chương trình kiếm tiền với Online City không còn là chương trình mà xa lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên thì còn có rất nhiều bạn chưa biết cách kiếm tiền đối với cái chương trình này, và cũng có rất nhiều bạn là chưa biết đến cái dự án này và cách để kiếm tiền với cái dự án này là như thế nào. Và tiếp theo trong cái video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là một cái cách kiếm tiền trên Ola City bằng cái việc mà xem quảng cáo tăng gấp 5 đến 10 lần thu nhập. Để bắt đầu cho cái việc làm này thì những bạn nào còn chưa đăng ký cái tài khoản đối với cái dự án Ola City thì các bạn có thể xuống dưới cái phần mô tả của video để click vào cái phần cái link tôi để dưới cái phần mô tả đấy. Chúng ta click vào cái link đấy để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Khi mà click vào cái link đó thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang để đăng ký như thế này. Chúng ta sẽ vào đây để đăng ký một cái tài khoản miễn phí ở đây. Đây, rất là đơn giản thôi. Chúng ta đăng ký này, ghi họ này, tên này, mail này, cái mật khẩu đăng nhập và xác nhận lại mật khẩu và bấm vào tôi không phải là người máy, sau đó bấm vào đăng ký. Và chương trình sẽ gửi về mail cho chúng ta một cái mail để chúng ta xác nhận nữa là xong. Và sau khi đăng ký xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây để chúng ta đi kiếm tiền. Chúng ta thấy ở trên này có chữ kiếm tiền đây. Ở trên này là cái mục xem quảng cáo. Chúng ta bấm vào. Bấm vào chỗ tôi không phải là người máy đây. Bấm vào nút gửi. Nó sẽ hiện lên cho chúng ta ở đây rất nhiều các cái quảng cáo. Đây chúng ta thấy là giá một cái quảng cáo sau khi chúng ta xem 50 giây là được 96,69 đồng. Thế thì bây giờ nếu như chúng ta xem 50 giây xong thì chúng ta cũng chỉ được có mỗi 96,69 đồng. Tuy nhiên thì cũng với cái thời gian như thế thì ta sẽ được gấp 5 đến 10 lần cái số tiền này. Bằng cách là chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta xem trên cái thanh địa chỉ trên đây, chúng ta bôi đen lại và chúng ta copy cái địa chỉ này, bấm vào sao chép và chúng ta mở một cái tab mới. Chúng ta mở một cái tab mới bên này, chúng ta dán sang bên này. Đấy, để chúng ta có thêm một cái quảng cáo nữa. Chúng ta tiếp tục chúng ta dán sang đằng bên này. Mở các cái tab khác ra. Đấy, chúng ta có thêm một cái quảng cáo nữa 111 giây, 111 đồng. Đấy, chúng ta cứ mở như thế này. Chúng ta dán sang các cái tab khác cùng để tạo thành nhiều các cái tab để chúng ta có thể là mở quảng cáo cùng một lúc. Đây, rất là nhiều đấy. 1 này, 2, 3, 4, 5 ta mở luôn. Ta làm tạo luôn 10 cái quảng cáo. 6 này. 7 này. Đấy, cứ hơn 100 đồng. Tức là trong cùng cái thời gian khoảng tầm 60 giây thì ta có thể tạo được xem được rất nhiều các cái quảng cáo. Đây 8 rồi. 9 này. Cái này mà giá tiền ít quá thì ta có thể bấm vào bỏ qua để cho nó đưa chúng ta đến cái quảng cáo nhiều hơn. Rồi. Rồi 10 cái này. Đây ta bấm một bỏ qua đi. Rồi 102. Rồi bây giờ là ta sẽ sau khi tạo được khoảng tầm 10 cái quảng cáo như thế nào rồi thì ta sẽ bấm vào cái chỗ xem ở đây. Rồi ta sẽ thấy là này nó đang chạy đây. Rồi các trang khác ta cũng bấm vào ta xem tương tự như thế. Này. Đây, ta bấm vào các cái tab mà ta đã vừa làm đấy để ta bấm vào xem các cái quảng cáo. Ở trên điện thoại thì ta cũng làm tương tự như thế nhé. Đấy, bên này là nó vẫn đang chạy. Đây ta bây giờ ta xem lại từ cái đằng bên này xem là nó đã
chạy hết chưa? Cái này là chạy hết rồi thì ta có thể tắt cái quảng cáo này đi. Thì bên đây ta lại bấm tiếp vào đây để chúng ta xem các cái quảng cáo khác của cái tab này. Đấy, 15 giây ta có thể bỏ qua. Cái này giá thấp quá, đây 101. Thì ta bấm vào đây ta xem. Rồi, sang cái tab tiếp theo cũng được rồi, thì ta tắt cái quảng cáo cũ đi. Ta lại bấm vào để ta xem. Đấy. Rồi, kệ nó để cho nó chạy. Còn ta cứ tắt các cái tab mà đã chạy xong rồi đi. Nó yêu cầu chúng ta phải nhập mã captcha thì chúng ta cùng tích vào. Để chúng ta có thể bỏ qua các cái quảng cáo mà giá rẻ này để tìm cái quảng cáo có cái giá tiền cao hơn để chúng ta xem. Đấy. Ở cái trang này cũng thế, cái này là quảng cáo xong rồi ta tắt đi này. Ta bấm vào một lần nữa ta xem. Đấy, 96 đồng là được rồi. Đấy, cái này được 100 đồng. Đấy, cùng cái thời gian có mỗi 55 60 giây thôi thì chúng ta xem được cái số lượng nhiều hơn. Mà tí nữa thì chúng ta sẽ thấy được là cái số tiền của ta trong cái ngày hôm nay nó sẽ tăng lên. Đây 60 giây này, 111 mà ta xem trên nhiều tab cùng một lúc. Đây 26 đồng cái này thì thấp quá, chúng ta bỏ qua. Tìm cái nào cao hơn 55 đồng thôi cũng được, xem cái này cũng được. Đây, bấm vào gửi. Cái này 27 đồng thì ta bỏ qua đi. Đây 111 đồng, xem cái này được nhiều hơn. Rồi, tab này cũng xem xong rồi. Đây 104 thì ta bấm vào đây để chúng ta xem. Rồi. Bên này thì ta nhìn vào thì ta vẫn thấy được là chỉ vào tab này thì ta thấy được nó vẫn đang chạy ở đây. Đấy. Đấy, tab này là chạy xong rồi. Thì ta có thể là tắt cái này đi. Đây, nếu mà nào mà muốn xem tiếp quảng cáo nữa thì ta có thể ta bấm vào đây để chúng ta lấy quảng cáo ta xem tiếp. Nên tôi chỉ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta làm như thế này thôi. Cái quảng cáo cái này cũng xong rồi. Cái này là còn lại 15 giây nữa. Đây, cái này xong rồi. 15 giây thì ta không xem. Đây, cái này được 100 giây. Nếu các bạn nào mà xem thì cũng được nhé. Đây 104 này thì ta có thể ta xem này. Cái này là 110 giây thì ta xem này. Cái này chạy xong rồi. Tiếp tục 107 nữa thì ta xem này. Đây cái này 55 giây ta có thể xem cũng được. Đây cái này là 104 thì ta xem này. Cái nào cao thì ta xem, thấp thì ta thôi. Đây là 107 xem này. Đây 50 giây có được 104 đồng thì ta có thể bấm vào đây để ta xem. Đây
Ừ, ta lại xem lại từ cái phía bên này xem là những cái nào mà xong rồi, cái này xong rồi, tab này xong rồi, ta nếu muốn xem nữa thì ta lại bấm vào đây, còn không muốn xem thì ta cắt đi. Thì cái cách hướng dẫn là như thế, cách làm là như thế đấy. Những cái tab này là nó chạy xong rồi này. Đấy, như thế là những cái tab này chạy xong. Đấy, thì đây là ta tắt đi. Thì bây giờ ta muốn xem nữa thì ta lại bấm tiếp vào đây và tạo thành nhiều cái tab trên này để cùng xem trong một cái khoảng thời gian đấy. Và lựa chọn cái quảng cáo nào mà có nhiều tiền thì chúng ta xem. Thì bây giờ ta trở lại cái trang tổng quan để ta xem là với cái số lượng mà xem như thế thì ta được tăng lên được nhiều hay chưa. Đấy, ta thấy là nó đã lên được này, được 3.942 đồng này, ngày 12 tháng 8 này, nên rất là nhanh này, lúc nãy có mỗi mấy trăm đồng ở dưới này thôi thì bây giờ nó đã lên được mấy đây rồi. Đấy, thì nếu như trong một ngày chúng ta có nhiều cái thời gian rảnh rỗi thì chúng ta sẽ vào đây để tạo thành nhiều các cái tab quảng cáo như thế này để chúng ta xem. Đây là chúng ta thấy là được mấy đây rồi. Đây là cách làm ở trên máy tính, còn nếu như trên điện thoại thì chúng ta cũng làm tương tự như thế. Thì ta có thể lên trên điện thoại để chúng ta xem. Bây giờ tôi sẽ bật ở trên điện thoại để làm thử cho các bạn biết cái cách làm ở trên điện thoại là như thế nào. Đây, trên điện thoại này ta cũng vào cái Ola City để chúng ta đăng nhập vào cái trang của chúng ta. Đấy, khi mà đăng nhập được vào như thế này rồi thì ta sẽ bấm vào cái dấu ba gạch bên này để vào phần kiếm tiền. Và chúng ta cũng vào cái chỗ mà xem quảng cáo ở đây. Đấy, ta bấm vào tôi không phải là người máy này. Rồi, bấm vào chỗ gửi. Rồi, ta xem đây là cái quảng cáo này là 105,62 đồng, thời gian 45 giây. Thì như thế này là tuyệt vời rồi. Ta thấy cái thanh địa chỉ ở phía trên cùng, ta bấm vào cái thanh địa chỉ phía trên cùng này. Đấy, ta nhìn thấy ở cái dòng dưới cùng đây, Ola City nền tảng kiếm tiền đây, ở chỗ này có cái chữ copy, ta có cái ô copy này, ta copy lấy cái địa chỉ này. Giờ chúng ta bấm nút quay lại này. Đấy, thì ta sẽ thấy ở trên cái thanh địa chỉ trên này có cái số 1, chúng ta bấm vào số 1 này. Chúng ta tạo thêm một cái địa chỉ nữa, bấm vào nút dấu cộng ở bên đây. Rồi ta dán cái địa chỉ quảng cáo vào cái chỗ này, dán vào này, bấm vào đây. Đấy, chúng ta tạo được hai cái thanh địa chỉ rồi. Bây giờ ta sẽ tạo thêm một cái trang tiếp theo nữa, chúng ta bấm vào số 2 đây, rồi bấm vào dấu cộng bên này để tạo thêm một cái trang tiếp theo. Đây, tìm kiếm hoặc nhập địa chỉ web, chúng ta ấn giữ ngón tay vào đây, sau đó thả ra thì nó sẽ hiện cái chữ dán và chúng ta dán cái địa chỉ vào. Đấy, nghĩa là tạo thành được tạo là 3 trang rồi. Các bạn có thể tạo thêm 9 trang, 10 trang tùy thích nha. Bây giờ ta sẽ xuống đây, đây là cái xem lại. Đây là cái quảng cáo này có mỗi 27 đồng thì ít quá, ta có thể bỏ qua để ta tìm cái quảng cáo khác. Này, 27 đồng bỏ qua này. Rồi 58 đồng 30 giây cũng được. Thì ta bấm vào đây ta xem. Rồi, ở trên cái thanh địa chỉ trên này thì ta thấy nó có xuất hiện số 4, thì bây giờ chúng ta bấm vào cái số 4 này. Thì chúng ta thấy là cái trang này nó đang chạy, thì đến cái trang tiếp theo ở trên này, chúng ta bấm một cái trang trên đây. Chúng ta vào đây chúng ta xem các cái quảng cáo này. Nó sẽ xuất hiện các cái trang mà chúng ta vừa mới làm. Bây giờ ta bấm vào cái chữ số 5 trên này. Đây là trang trong đây. Đấy, ta bấm vào xem quảng cáo ở đây. Đấy, nó chạy hay không thì kệ nó. Tuy nhiên là ta cứ bấm vào cái chỗ xem là được rồi. Thì ta bấm vô cái chữ số 6 ở trên cái thanh này.
để cho chúng ta thấy, để chúng ta thấy là các cái trang nó chạy như thế nào rồi. Đấy, đây chúng ta thấy cái trang ngoài cùng là nó đã chạy xong rồi, thì ta tắt cái quảng cáo ngoài cùng rồi đây. Đây, bây giờ nó sẽ hiện tiếp lên một cái quảng cáo là 58 đồng với 30 giây, là ta có xem thì xem, không xem thì ta cũng tắt luôn cái tab này. Đấy, và đến cái tab thứ hai thì chúng ta thấy nó đang chạy còn 25 giây, thì người ta yêu cầu không được đóng thì ta cũng không đóng. Đấy, ta có thể ta xem. Ta có thể bấm vào này để tạo thành các nhiều các cái tab để xem quảng cáo nha. Ở trên điện thoại thì nó có thể là cái màn hình nó sẽ khó hơn, nhìn hơn so với trên máy tính, nên là các bạn, tuy nhiên thì các bạn vẫn làm được. Đây, bấm vào cái số trên này. Đấy, ta thấy là cái tab trên này nó đã chạy xong rồi. Thì ta bấm vào đây ta tắt đi. Đấy là trường hợp là ta không muốn xem thì ta tắt nhé. Còn những ai muốn xem thì các bạn cứ để đấy các bạn xem. Cái tab trên này là mở ra thì không được, nhưng mà nó vẫn là chạy được quảng cáo cho chúng ta rồi. Đấy, thì ta có thể vào đây ta xem tiếp, hoặc là không xem nữa thì tùy. Chúng ta sẽ bấm vào cái ô, cái dấu ba gạch ở trên này để ta vào ta xem, xem là tiền của chúng ta có tăng lên tí nào không. Đây, bấm vào từ tổng quan này. Đấy, ta sẽ vừa xem ba cái quảng cáo. Ba cái quảng cáo là được hơn 300 đồng. Chúng ta xem ở đây lúc nãy là 252 đã duyệt, 252 trừ lên là 533, đã được tăng lên hơn 300 ở trên này rồi. Đây, chúng ta thấy ở cái này, cái cột này nó đã cao lên là 3942 rồi. Đấy, thì ta có thể bấm lại ở trên máy tính để chúng ta xem lại. Đấy, là 26533. Thì cách xem ở trên điện thoại và trên máy tính đều là như nhau cả. Thì bạn nào nếu mà có khó khăn hay là thắc mắc thì các bạn có thể là comment, để lại cái lời bình luận bên dưới của video nhé, và tôi sẽ hướng dẫn giải đáp lại cho quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, những bạn nào mà chúng ta chưa đăng ký cái chương trình này thì chúng ta có thể xuống dưới cái phần mô tả của video để chúng ta đăng ký một cái tài khoản để kiếm tiền với Ola City. Chỉ bằng cách nếu như xem quảng cáo thì chúng ta cũng có thể kiếm được tiền cho mình rồi. Có những bạn mà chúng ta không biết cách tuyển Z, nhưng có những bạn người ta tuyển Z lại rất là tốt. Nhưng những bạn mà không tuyển Z thì chúng ta có thể đi kiếm tiền bằng cách là xem quảng cáo như thế này cũng được. Đấy, đấy là một cái cách xem quảng cáo rất tốt cho chúng ta. Đấy, các bạn có thể xem lại trên cái video trên kênh của tôi này, thực hiện các cái nhiệm vụ để kiếm tiền. Ngoài cái cách xem quảng cáo thì còn rất nhiều cái các cái cách khác để có thể kiếm tiền được ở trên Ola City. Thì mọi người có thể vào kênh này, đây là cái hướng dẫn thực hiện các cái nhiệm vụ kiếm tiền trên Ola City cho người mới chi tiết nhất mà tôi đã làm. Ta có thể vào đây để xem thêm các cái video khác mà tôi đã làm. Đây, trên này này, cái cách thực hiện nhiệm vụ này, rồi hướng dẫn cách đăng ký, rồi liên kết Ola City với cái ví VNDC để nhận tiền thưởng này, rồi các cái bước để kiếm tiền, rồi cách cài đặt vân vân. Ở trên này thì tôi đã nói rất nhiều, và trong ở đây cũng có rất nhiều các cái dự án mà kiếm tiền trên mạng một cách miễn phí mà tạo được cái nguồn thu nhập thụ động cho chúng ta, thì chúng ta có thể xem và thực hiện ở trên nhà máy tính hoặc là trên điện thoại cũng đều làm được cả. Đấy, và trong các cái video sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp về những cái băn khoăn thắc mắc của các bạn về cái dự án này và một số các cái dự án khác, giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ Internet. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.